Xin chào các bạn. Hôm nay Microsoft đã đưa ra phiên bản cập nhật mới cho hệ hành Windows 11, đó chính là cái phiên bản cập nhật có số hiệu là 22.120. Đây cũng có thể coi là bản cập nhật đầu tiên của phiên bản Windows 11 Beta, bởi vì cái phiên bản Beta đầu tiên nó cũng chính là cái phiên bản develop có cái số bui là 22.100. Và nếu bạn nào chưa biết cách để chuyển từ cái tài khoản developer sang tài khoản beta thì có thể làm như sau. Các bạn vào phần setting, sau đó các bạn vào cái phần Windows Update rồi mình tìm đến cái mục là Windows Insider Program các bạn chờ tí xíu cho nó nạp sau đó các bạn chọn vào cái mục Choi YOUR Insider Setting lúc này các bạn sẽ thấy cái mục Beta Channel xuất hiện các bạn chỉ việc chọn vào đây vậy là xong các bạn đã chuyển thành công từ cái tài khoản Develop Channel sang cái tài khoản Beta Channel và mình cũng đã chạy thử cái trình Windows Update Tuy nhiên mình không nhận được bất kỳ bản cập nhật nào. Điều này chứng tỏ cái phiên bản beta cũng chính là cái phiên bản lập có số hiệu là 22.100. Và trong video clip này, mình sẽ cùng khám phá một vài tính năng mới trong cái phiên bản Windows 11 beta có số hiệu là 22.120 nha các bạn. Cái điểm mới đầu tiên là mở một widget. Khi các bạn nhấn vào biểu tượng widget trên thách 3, các bạn sẽ thấy một là add widget. Tại đây các bạn nhấn vào nó sẽ xuất hiện một số cái widget để các bạn có thể chèn vào và mình thấy trong số widget này nó có một cái widget mới đó chính là cái widget family certify tức là cái widget đảm bảo an toàn cho gia đình của bạn để xóa một widget các bạn chỉ việc nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm ở góc phải phía trên sau đó các bạn chọn remove widget vậy là xong tiếp theo là một thay đổi nữa ở thách ba khi các bạn mở một cái tập tin sau đó các bạn muốn đóng nó thì các bạn chỉ việc di chuột vào biểu tượng của nó rồi các bạn chọn vào cái dấu lô ở góc phải phía trên để tắt cái ứng dụng này. Rất là đơn giản, nhanh chóng. Một thay đổi nữa nằm ở task View. Khi các bạn nhấn vào các bạn sẽ thấy những cái desktop mà các bạn đã tạo nó sẽ xuất hiện. Và lần này các bạn sẽ có thêm một vài cái tùy chọn nằm ở menu chuột phải. Khi các bạn nhấn chuột phải vào một cái biểu tượng desktop các bạn có thể thay đổi hình nền cho nó một cách dễ dàng và nó sẽ mở ra một cái mục cho các bạn thay đổi hình nền nè tại đây các bạn chỉ việc chọn cái hình nền mà mình thích để đổi cho cái desktop mà mình vừa mới chọn rất là nhanh chóng rất là tiện lợi một cái thay đổi nữa nằm ở cái file manager trong Windows 11 đó chính là các bạn sẽ có một cái nút new nằm ở góc trái và lần này nút new sẽ có nhiều tùy chọn hơn so với cái phiên bản trước các bạn có thể tạo thư mục nè tạo lối tắt nè hoặc là tạo tập tin từ danh sách các ứng dụng sẵn có đây là một cái thay đổi mà khác biệt so với các phiên bản trước đối với một tập tin khi các bạn bấm chuột phải vào tập tin đó các bạn sẽ có một cái tùy chọn là copy a path để các bạn có thể lấy cái đường dẫn của tập tin đó một cách nhanh chóng bên cạnh đó thì trên thanh công cụ các bạn cũng sẽ có một số nút bấm như nút cắt nút copy nút rename rồi nút share nút delete rồi nút sort để các bạn có thể sắp xếp nút view để các bạn có thể chọn lựa các kiểu hiển thị vân vân và một cái nút ba chấm để các bạn có thể làm xuất hiện thêm một số tùy chọn nữa một cái thay đổi nữa trong cái phiên bản 22.120 đó chính là trong cái phần store các bạn sẽ có thêm một cái tùy chọn giúp dọn dẹp để cứng và đây các bạn sẽ thấy cái mục là Linux recommendation nó xuất hiện trong cái mục này nó sẽ cho phép các bạn lựa chọn để mình dọn dẹp các tập tin hệ thống các tập tin rác rồi các tập tin có dung lượng lớn không cần thiết hoặc là các tập tin đồng bộ từ các đám mây hoặc là các tập tin từ các ứng dụng mà không cần thiết. Để dọn dẹp rác các bạn có thể nhấn vào cái mục C Advanced option để các bạn thấy những cái tùy chọn nâng cao. Tại đây thì các bạn sẽ thấy danh sách các tập tin rác trong đó có recycle bin nè và cái phần dung lượng mà nó đang chiếm đóng trên ổ cứng của bạn. Các bạn có thể nhấn refresh để nạp lại. Sau đó các bạn đánh dấu chọn vào những cái mục mà các bạn muốn dọn dẹp. Rồi sau cùng là mình sẽ bắt đầu nhấn vào cái nút remove file và bắt đầu tiến hành dọn dẹp. Vậy là xong, rất là đơn giản, rất là tiện lợi đúng không các bạn? Và sau cùng, mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái điểm mới nữa, đó chính là nằm trong cái phần app. Các bạn vào cái mục app, sau đó các bạn chọn app and feature. Sau đó các bạn click vào mục more setting và mình chọn cái mục là Active App. Active App chính là một cái mục nó sẽ cho phép các bạn có thể yêu cầu các ứng dụng là không tự động đồng bộ internet cũng như là không tự động tải về các tập tin để tránh làm đầy đĩa cứng cũng như là tiết kiệm các băng thông internet cho các bạn. Đây là một cái tính năng mình thấy rất là tuyệt vời trên hệ điều hành Windows 11. Và sau cùng là cái cải tiến trong cái Microsoft Store. Theo Microsoft, họ đã cải tiến cái mức độ tìm kiếm cũng như là giải quyết các vấn đề trong một số trường hợp thứ tự kết quả tìm kiếm không chính xác thứ hai là giải quyết vấn đề là nút cài đặt có thể chưa hoạt động trong một số trường hợp bị hạn chế thứ ba là các bạn có thể ship hạn và đánh giá các ứng dụng hiện có trong cái Microsoft Store như vậy là mình đã vừa giới thiệu cho các bạn một vài cái điểm mới có trên cái phiên bản Windows 11 Beta số hiệu là 22.000.120 video clip của mình tới đây sẽ được kết thúc xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo